Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Jungle Resort and Casino. Quý vị có bao nhiêu chương mục về hưu? Đây là thời điểm tốt nhất liên lạc ngay với anh Ted Ngô CFP 714-377-8700. Chợ Đông Ba với các món ngon xứ Huế 714-891-8028. Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân, nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. Gìn giữ cặp mắt tốt cho một tương lai sáng lạng với bác sĩ Vương Linh Chi 714-530-2006. Simon Nguyễn giúp giảm nợ tín dụng tới 75%, trả thẳng chủ nợ không qua trung gian văn phòng dịch vụ. HT Learning Center, sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Một tuần trôi qua, thưa quý khán thính giả, và các cuộc thăm dò của các hãng thông tấn và các tổ chức thăm dò của nước Hoa Kỳ này cho thấy rằng là không có gì lợi cho bà Clinton, nhất là hôm Chủ nhật vừa rồi tham dự lễ tưởng niệm 911, và sau đó là một loạt các cuộc thăm dò cho thấy bà tụt giảm hy vọng. Và hiện nay thì chính ông Bernie Sanders cũng là ra lời khuyên với bà Clinton: thôi, đừng nhắm vào cá nhân của ông Trump để tấn công nữa, hãy đề cập đến những gì bà có khả năng làm đi, thì mới may lấy lại các sự khác biệt giữa bà với ông Trump liên quan đến các cuộc thăm dò. Hôm nay Fox News thực hiện cuộc thăm dò mới sau một tháng trời im lặng, và Fox News cho thấy khoảng cách giữa ông Trump và bà Clinton đã cắt từ 10% khác biệt. Bà Clinton dẫn trước ông Trump 10% trong tháng 8. Giờ đây thì ông Trump thậm chí có những khu vực quan trọng, chẳng hạn như Ohio, ông Trump còn trên chân bà. Và hiện nay, cộng lại với tất cả những con số thăm dò nhắm vào các cử tri ghi danh bỏ phiếu, và từ phụ nữ đến người da trắng mọi tầng lớp, thì ông Trump đang dẫn trước bà Clinton 1%, thưa quý vị. Và điều này cho thấy rằng là 46/45%, và tạo thêm các mối lo ngại cho bà Clinton vào thời điểm này, và khiến một số những tài tử ủng hộ cho bà Clinton tuyên bố nếu mà ông Trump làm tổng thống thì họ sẽ rời khỏi nước Mỹ, ý rằng sống ở các quốc gia khác, có thể là châu Âu, Canada, Úc, nhưng mà không có Việt Nam. Dạ vâng. Clinton bắt đầu vào tháng 8, như chúng tôi đã thưa đó, sau Đại hội Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, bà trên ông Trump tới 10% luôn. Dễ sợ không? Bây giờ thì khoảng cách nó chỉ còn có 1%. Và nếu mà so ra với cái sự sai số, thì thậm chí ông Trump còn trên chân bà nữa. Đặc biệt, đối với những người theo Thiên Chúa Giáo, mà người da trắng đó, thì hầu như họ bỏ hết cho ông Trump, trên chân bà tới 52% điểm. Vâng. Và những người mà da trắng mà không có bằng cấp á, thì là 31%, và đàn ông là 10%, thưa quý vị. Đó là sự khác biệt. Riêng với người phụ nữ thì bà nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ. Vâng, riêng với phụ nữ đó là trên ông Trump 13% lận. Cho nên đây cũng là cuộc thăm dò mà không biết được có lấy được tất cả các cử tri đi bầu hay không. Cho nên đó cũng là một cái dấu hiệu cho thấy rằng là, bởi vì nếu mà ông Trump không nhận được sự ủng hộ của phụ nữ đó, thì ông cũng khó lòng nào mà chiến thắng lắm. Chưa kể đó là thành phần người Hồi giáo nè, gốc châu Mỹ Latin, cho nên, và gốc Phi châu. Vâng. Cho nên bà Clinton hiện nay theo các cuộc thăm dò vẫn nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ. Riêng với người da trắng, mà khổ nỗi đó, người da trắng lại chiếm đa số cử tri. Thì nếu mà bà không lấy được cái số thành phần da trắng, mà nhất là đàn ông, đa số đàn ông da trắng lại bỏ phiếu cho ông Trump nhiều hơn là bà Clinton. Đó là kết quả được phân tích dựa trên Fox News ngày hôm nay. Trở lại với Thảo Yên. Vâng, thưa quý vị,
Và khi mà chúng tôi làm cái bản tin này đó, thì cái động cơ của hung thủ thật sự là chúng tôi không hiểu được vì sao lại làm như vậy. Có một người cha sống tại thành phố Syracuse của New York mới đây đã vừa nhận tội là y đã giết chết đứa con gái mới được 21 tháng của mình mà thôi. Chuyện gì xảy ra vậy thưa quý vị? Đây là hình ảnh của nạn nhân là bé Maddox Lawrence. Thì vào tháng 2 vừa qua đó, cha của em tên là Ryan Lawrence, y khai là y đã dùng một cây gậy bóng chày bằng gỗ và đã đánh em bé này cho đến chết thưa quý vị, mới có 21 tháng mà thôi mà đã trải qua một cái chết rất là tội nghiệp, đau đớn. Và sau đó Ryan đã đốt xác của em và đã phi tang ở một con suối cũng ở thành phố Syracuse. Thì các công tố viên cho biết là họ nghi ngờ động cơ có lẽ là tên này trở nên ganh tị khi mà con gái ruột của mình nhận được quá nhiều sự yêu thương, chăm sóc. Bởi vì trước đó, trước khi mà tai họa xảy ra đó, thì bé Maddox đã từng được chẩn đoán là bị ung thư thưa quý vị. Nhưng mà bé rất là kiên cường, đã chiến thắng ung thư nhưng lại không thể nào chiến thắng được người cha ác quỷ của mình. Và đây là hình ảnh của tên Ryan Lawrence thưa quý vị. Đây là hình ảnh mà khi mà y nhận tội ở trong tòa, y đã đồng ý với một thỏa thuận nhận tội và vào tháng tới thì y sẽ bị phán tù là 25 năm thưa quý vị. Vào tối thứ ba vừa qua ở tại Ohio, một cú điện thoại 911 gọi đến cho cảnh sát. Cảnh sát bắt điện thoại và bà nói bà đang bị bắt cóc trong một căn phòng. Xin cảnh sát hãy đến cứu bà ra. Và trong cuộc điện thoại này, bà cũng kể lể sự tình là đã bị một người đàn ông. Và đây là đoạn ghi âm cú điện thoại 911 vừa qua, thưa quý vị. Bà bị giam, bị trói trong lúc tên bắt cóc bà đó ngủ chung căn phòng đó và đang ngủ thiếp. Và bà đã tìm cách tháo được cái dây trói và đã gọi 911. Đoạn cuối cùng bà nói rằng, please hurry. Bà nói với người trực điện thoại cảnh sát, vui lòng nhanh chân lên, I'm so scared. Vâng, đang rất là lo sợ. Khi cảnh sát đến được nơi thì họ tìm ra hai thi thể trong căn nhà này. Và trong số này có một người, đó là bà Stacy Stanley, thưa quý vị. Đây là bức hình của Stacy Stanley. Bà là một người phụ nữ nghiện ma túy. Và có thể vì cần ma túy cho nên bà đã sẵn lòng quan hệ tình dục với người đàn ông. Hôm nay cảnh sát cho biết người đàn ông này tên là Christopher Great, 40 tuổi, lên trên mạng và tìm cách liên lạc được với bà Stacy và thỏa thuận để mà trao đổi quan hệ tình dục. Nhưng sau đó thì hắn đã tống giam bà luôn trong căn nhà này. Đây là một căn nhà bỏ hoang do một vị mục sư làm chủ và ông sử dụng căn nhà đó. Nếu mà trong trường hợp cần thiết thì sẽ đưa có những người ai mà cần thiết đó bị vô gia cư có thể đến đây. Thì hắn tên này đã sống trong căn nhà này một thời gian và sau đó đưa những người phụ nữ này vào những cái chuyện bậy bạ. Và sau đó không biết vì lý do này gì, hắn đã bắt cóc và trước đó hắn đã đe dọa là chớ nên làm bất cứ điều gì đó, là mày làm là tao giết mày. Bà sợ quá. Thì không ngờ trong căn nhà này cũng có một thi thể của một người phụ nữ khác nữa. Thưa quý vị, chưa hết, cảnh sát tin là có thêm một thi thể một người phụ nữ thứ ba. Ba người phụ nữ đều là những người nghiện ma túy và đã bị tên Greg này bắt cóc. Sau khi điều tra và tìm thấy bằng chứng rõ rệt thì cảnh sát đã bắt được cái tên này cũng vào ngày thứ ba luôn. Và hôm nay, thưa quý vị, ra tòa và bị truy tố tội giết ít nhất là hai người và thêm một thi thể khác. Cảnh sát hiện nay đang định danh người thi thể thứ ba và liệu xem có phải do bàn tay của tên Greg này gây ra hay không. Nhưng mà cái câu chuyện nó tội nghiệp nhất là từ hôm thứ ba là cảnh sát nói là họ không có khả năng để đến kịp, bởi vì xui cho bà đó, sau khi mà gọi điện thoại thì tên này đó, bà làm cái gì đó hắn đã nghe được.
và sau ngay lập tức ngồi dậy và giết bà trong phòng đó luôn. Oh, no. Cho nên người phụ nữ này gọi điện thoại được 911 được, nhưng mà cuối cùng biết trước là mình cũng sẽ bị giết luôn. Ồ, tội quá. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn còn rất nhiều bản tin, xin quý vị vẫn giữ màn hình lên rồi. Vâng. Xin quý vị vẫn giữ màn hình của Đài Lê Đô Sài Gòn TV, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau một vài thông tin thương mại ngắn.